mình kết hôn nhá. Anh bảo anh muốn kết hôn với em. Kết hôn với em sẽ tốn rất là nhiều tiền đấy. Anh có 300 triệu, anh sẽ đưa hết cho em. Đồ ngốc, đó là tất cả số tiền anh có. Em chỉ cần anh nói như vậy là đủ rồi. 300 triệu đấy, mình cùng nhau trả nhé. Là sao? Không phải tiền tiết kiệm của anh à? Đấy là tiền anh vay ngân hàng. Rồi rồi, tới công chuyện này. Được. Em đồng ý trả cùng anh à? Chúng ta cùng nhau trả nhé. Em cũng nợ 3 tỷ. Em cũng nợ 3 tỷ.